Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh hoa lan thối khi đang có cây nhỏ mà ai cũng làm được. Khi một cây hoa lan đã bị thối và có cây nhỏ phát triển tại đây, những chiếc lá này chứa đựng rất nhiều nấm và vi khuẩn. Các bạn hãy gỡ bỏ hết những chiếc lá này ra khỏi cây. Hiện cây nhỏ đang được phát triển. Và chúng ta phải bỏ hết chất trồng cũ này. Sau đó hãy cắt bỏ hết những rễ hư này. Các bạn cần phải tách cây hoa lan nhỏ này ra khỏi gốc cây. Và hãy gỡ bỏ chiếc lá này. Còn phần này, các bạn hãy gỡ bỏ hết những chiếc lá đã bị thối. Sau đó các bạn sẽ rửa cho thật sạch. Và nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn được phục hồi rất nhanh chóng. Sau đó các bạn sẽ lau khô lại chiếc lá này. Để nó giúp làm sạch bụi bẩn và hoa lan của chúng ta sẽ được hồi sinh nhanh hơn. Các bạn sử dụng 2 tép tỏi. Tỏi sẽ giúp cho hoa lan được phục hồi và phát triển rất nhanh. Và cho tất cả tỏi này vào lọ. Sau đó các bạn sử dụng thêm mật ong. Nó sẽ giúp cho quá trình vận chuyển nước được rất nhanh. Và mật ong cũng có tính kháng khuẩn khử trùng. Hãy dùng một thìa nhỏ, cho vào 1 lít nước. Các bạn sẽ để sau 4 giờ. Sau 4 giờ, các bạn sẽ lọc bỏ cặn. Sau đó các bạn sử dụng nước này. Và chúng ta sẽ lau lá cho cây hoa lan này. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan nhỏ này sẽ được phục hồi nhanh hơn. Và cách làm này cũng sẽ loại bỏ nấm, các loại vi khuẩn, làm sạch lá lan và giúp cho cây luôn xanh tốt hơn.
Còn phần này các bạn sẽ đặt vào đây, cho nước này vào, và hãy để như thế này trong 30 phút. Sau đó các bạn sử dụng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Hãy áp dụng 14 ngày một lần, hoa lan của các bạn sẽ luôn xanh tốt, khỏe mạnh, không bị nấm, côn trùng. Và đây là một trong những chất hữu cơ rất đơn giản và dễ làm tại nhà. Nó cũng sẽ giúp cho hoa lan của các bạn phát triển rễ rất nhanh. Sau đó hãy lấy ra. Và những chiếc rễ này còn rất khỏe mạnh, các bạn sẽ phục hồi cây rất nhanh. Và chúng ta sẽ đặt phần gốc này và cây hoa lan này ở nơi mát thêm một ngày nữa. Sau một ngày, khi vết cắt của cây đã được khô lại, các bạn sẽ rất yên tâm để giúp cho hoa lan được hồi sinh dễ dàng hơn. Các bạn hãy đặt cây hoa lan này vào đây, cho nước vào, và nước không chạm vào gốc của cây, chỉ ngập một phần của những chiếc rễ này. Với phương pháp này, cây hoa lan sẽ ra rễ và phát triển được nhanh chóng hơn. Và cũng là cách làm này thì hoa lan của các bạn sẽ luôn được xanh tốt, rễ sẽ phát triển được tốt hơn. Nó sẽ giúp cho hoa lan được hồi sinh nhanh hơn so với phương pháp bình thường. Và chúng ta sẽ tiếp tục để lại như thế này. Các bạn sẽ trồng lại với vỏ thông khô. Cho vào một ít rêu. Và không tưới nước cho cây trong 2 ngày. Sau 2 ngày, các bạn hãy cho nước vào đây để giúp cho chất trồng được giữ ẩm. Và hãy để trong 10 phút. Sau đó các bạn lấy ra. Và trong những ngày bình thường, chúng ta chỉ tưới vừa đủ ẩm, đặt cây ở nơi có ánh sáng. Và dùng những ly nhựa như thế này đậy lại.
sau 4 tuần tiếp theo, hoa lan đã được hồi sinh. Để đã phát triển rất khỏe mạnh với phương pháp này. Và đây là một trong những cách rất tuyệt vời để các bạn khôi phục rễ khỏe. Đến giai đoạn này, mình chia sẻ thêm cách cho ăn để giúp hoa lan nhỏ được phát triển nhanh hơn. Các bạn hãy sử dụng 2 tép tỏi. Các bạn sử dụng một thìa nhỏ mật ong. Cho vào 1 lít nước. Các bạn sẽ để sau 4 giờ. Sau 4 giờ, các bạn sẽ lọc lấy nước này. Sau đó hãy tưới vào gốc của cây 14 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho hoa lan phát triển được nhanh hơn. Sau đó chúng ta lấy ra và để cây vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phục hồi, phát triển rất tốt. Rễ đã phát triển rất khỏe mạnh với cách làm này. Mình có thêm nhiều phụ đề, các bạn có thể xem và lựa chọn những phụ đề phù hợp nhất. Đến giai đoạn này, các bạn có thể cho thêm một ít rêu để giúp cho cây được giữ ẩm tốt hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.